Đây là ông Châu mình tâm đắc thứ hai. Sau ông Châu mình mua để về lễ hội Đồ Sơn. Ra chim cu. Ôi, Cương ơi. Nè. Thú mi. To. Mưa, trời sắp mưa. Ông Châu này cũng khá rất là ghê gớm. Ôi ơi, châm tích, châm tích, châm tích. Thu mót. Châu mà châm 10 chiêu không cáo. Ok ok ok. Đây là hai ông Châu mình rất là tâm đắc chuẩn bị đưa về. Một ông thì sẽ về Nghệ An và một ông thì sẽ ra Đồ Sơn à, ra Hải Dương. Đẹp luôn. Ông Châu này rất là đẹp nha. Sừng cặp lệch, mắt đẹp. Ôi, cặp bên đi ớt si smile á. Không ăn á. Ôi môi mang bậy bạ ơi. Ê ớt hốc tức luôn. Môi mang bậy bạ ơi. Chết nam á. Đánh không? Không. Chết rồi. Môi mang bậy bạ.